bạn nhá. Đây đây là lạc các bạn nhá. Đấy. Một số các bạn thì có thể biết được cái hột lạc, tuy nhiên thì là cái cây lạc cũng như là củ lạc như nào thì bây giờ tôi sẽ quay cho các bạn thấy nhá. Đấy. Nhạc tươi rói luôn. Bao nhiêu một cân này hả cô? Đây, hột lạc tươi thế này các bạn nhá. Đây, đây là đang phất lạc các bạn nhé. Đây là ở Nghệ An các bạn nhé, Hồng Sơn Đô Lương các bạn nhé. Đây xe cộ đi lại hơi nhiều bác nhỉ. Đấy các bạn thấy củ lạc cần lạc các bạn nha, 22.000 ăn 2 ngày, ăn 2 ngày mới hết các bạn nha. Hello, hello. À,